Thưa quý vị, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, đối tượng người có công cách mạng luôn được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Với mục tiêu 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Trong những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, có phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình chính sách, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong những năm qua, chương trình hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho người có công cách mạng là một trong những chủ trương nhân văn giúp các gia đình chính sách gặp khó khăn về chỗ ở có điều kiện ổn định cuộc sống. Từ năm 2019, mặc dù Trung ương không còn hỗ trợ kinh phí cho chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công với cách mạng, nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục triển khai chương trình bằng nguồn ngân sách địa phương. Tính riêng trong năm 2021, toàn thành phố xây mới và sửa chữa 878 nhà cho hộ gia đình chính sách. Đây là món quà tri ân thiết thực giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhà cách đây lòm đây hơn năm hơn 90 tới giờ là cũng xuống cấp, nứt với tôn đồ mục cai cũng mục hết rồi. Hay là trừ phải tu bổ lại đó. Khi nghe hỗ trợ được 60 triệu thì tôi cũng rất vui mừng và cũng cảm ơn Đảng nhà nước lo quan tâm. Tại buổi làm việc với quận Thanh Khê vào đầu tháng 6 vừa qua về công tác xây mới sửa chữa nhà cho người có công cách mạng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đội ngũ cán bộ cơ sở cần tiếp tục rà soát các đối tượng chính sách, đảm bảo công khai minh bạch, tránh bỏ sót trường hợp. Tiếp tục rà soát các đối tượng cho năm 2023 thì bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta cũng phải làm cho nó cơ bản, nó đảm bảo cái tinh thần chung như vậy. Tôi lưu ý lại là cái đối tượng nó phải rõ ràng, công khai minh bạch, tránh cái trường hợp là lợi dụng chính sách hoặc việc này việc kia. Hiện Đà Nẵng có hơn 110.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có khoảng 8.000 thương binh, bệnh binh. Từ đầu năm 2020, thành phố đã hỗ trợ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một người một tháng. Đồng thời, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng cho người có công, thân nhân người có công không còn sức lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Tổng kinh phí cho hai chính sách này hàng năm trên 10 tỷ đồng. Các quận huyện trên địa bàn thành phố đều lên kế hoạch triển khai định kỳ để không bỏ sót trường hợp. Phường với quận với thành phố nói chung thì quan tâm rất là đúng đắn theo chính sách của ban hành của Đảng nhà nước, không thiếu sót cái gì. Và bản thân tôi nói là sống độc thân của mình và kể ra không thiếu một cái gì. Đa thì có thuốc men của bác sĩ tới nhờ khám nữa. Với việc thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống cho người có công cách mạng, đến nay 56 trên 56 xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều được công nhận là xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công. Từ các phong trào này đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xã hội hóa các chương trình chăm sóc người có công cách mạng, gia đình chính sách.